Hello, chào tất cả mọi người, chào 40.000 subscriber trên kênh YouTube của mình. Không biết cuộc sống của mọi người dạo này ra sao, yêu người thế nào. Còn mình thì vẫn tiếp tục ở nhà. Một tuần thì chạy vô văn phòng một hai ngày gì đó, giải quyết công việc xong rồi lại chạy về làm việc ở nhà. Đó, nhưng mà làm việc ở nhà thì nó cũng không có thể nào mà hiệu quả bằng khi mà chúng ta tương tác, chúng ta gặp người này người kia, chúng ta giải quyết công việc. Tại vì giải quyết công việc qua máy tính, qua điện thoại nó cũng chỉ là một cái khía cạnh của công việc thôi, chứ nó không phải là tất cả. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải cùng nhau hỗ trợ nhau để mà vượt qua cái giai đoạn này. Giai đoạn cách ly xã hội thì nó cũng sắp gần hết rồi. Thì mình ở thành phố Hồ Chí Minh thì tới ngày 22 thì là hết giãn cách xã hội, hết cách ly xã hội. Còn những cái tỉnh thành khác thì dễ thở hơn đó. Nhưng mà chúng ta cũng phải hết sức là theo dõi những cái thông báo của chính phủ để mà chúng ta thực hiện đúng những cái chủ trương chính sách của nhà nước trong cái việc mà kìm hãm và khống chế cái con Covid-19 này đó. Nó đây là nhiệm vụ chung của không chỉ là của nhà nước đâu, mà nhiệm vụ của mỗi công dân nữa đó. Vâng, thưa các bạn, thì đó là chuyện ngoài lề, chuyện cuộc sống. Nói chung là chúng ta cũng tương tác với nhau trên YouTube cũng nhiều rồi, thì bây giờ mình nói chuyện cuộc sống này kia cho nó đỡ gọi là sao ta, đỡ khô khan quá. Tại vì suốt ngày cứ nói những cái chuyện về GP, về công nghệ, về kỹ thuật, về này kia thì nó gọi là sao ta, nó khô khan, nó không có được cái ấm áp, đúng không? Đó. Thì mình nói chuyện ngoài lề về cuộc sống của mình, của mọi người. Thì mình sống thì cũng đơn giản thôi đó, đi làm rồi đi về. Nhưng mà dạo này thì các bạn cũng biết rồi, đây là hoàn cảnh chung của xã hội bây giờ, mình cũng không có thể nào làm khác đi được đó. Lỡ mà mình đi lông nhông có chuyện gì xảy ra thì rất là mệt mỏi đó. Thì mình cứ thực hiện theo đúng các cái khuyến cáo, khuyến nghị của các cái cơ quan y tế, của nhà nước, của các cấp chính quyền đó, để mà đảm bảo có thể là bây giờ nó hơi khó chịu nhưng mà sau này nó sẽ mang lại một cái lợi ích rất là lớn đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói qua những cái công nghệ trên những cái chiếc xe MotoGP. Nhưng mà trước khi nói những cái công nghệ thì mình uống miếng trà đó, nói cho nó hấp dẫn ha. Rồi hôm nay thì ngắn gọn thôi. Bây giờ hôm nay thì mình đã soạn sẵn nội dung ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ nói về chiếc Desmo Sedici GP này. Rồi chúng ta sẽ nói về hãng xe KTM một chút. Đó, rồi chúng ta cũng sẽ nói về hãng Aprilia, chiếc RS GP. Đó. Và ở cuối video thì mình sẽ có một cái câu hỏi dành cho các bạn, một cái câu hỏi dành cho các bạn để các bạn có thể tìm tòi, các bạn có thể suy nghĩ tại sao nó lại như vậy. Trả lời cho cái câu hỏi ở trong cái tập 7 á, về công nghệ MotoGP á, thì mình có hỏi các bạn là tại sao cái phuộc sau của chiếc Yamaha M1 lại có cái lông dền, và có một số bạn, một hai bạn gì đó trả lời rất là chính xác. Nhưng mà bạn đó sau khi trả lời xong á, mình xác nhận là bạn đó trả lời đúng á, thì bạn đó lại xóa cái comment đi đó. Thì cái lý do mà có cái lông dền ở cái phuộc sau của chiếc M1 á, là tại vì khi mà cái lò xo nó chạy lên á, nó hành trình lên xuống á, thì khi nó chạm được cái phần trên của cái phuộc á, thì nó sẽ tạo ra ma sát, và chính cái lông dền đó nó giảm đi hoặc là nó triệt tiêu đi cái ma sát của cái việc di chuyển lò xo lên xuống như vậy. Đó, mọi thứ phải hoạt động trơn tru mềm mại, chứ không phải là khi mà tạo ra ma sát á, thì nó sẽ làm nóng cái phuộc lên và nó hoạt động không có chuẩn nữa. Thì đó là lý do tại sao mà chiếc Yamaha M1 có cái lông dền ở cái phuộc sau ha. Và đó là câu trả lời cho cái video lần trước. Rồi bây giờ cuối video này á, thì mình cũng sẽ có một cái câu hỏi dành cho các bạn, và các bạn hãy nhớ là xem hết video để mà có cái câu hỏi nhé. Cái câu hỏi này rất chi là hay, và thực sự là mình cũng rất là bất ngờ đó. Một cái câu hỏi cực kỳ hay, nó nhìn nó rất là thoạt đầu á, ai cũng có thể là trả lời cái câu hỏi này, nhưng mà cái sâu xa của nó lại một cái câu chuyện khác. Rồi không để các bạn phải đợi lâu, bây giờ chúng ta sẽ nói về chiếc Ducati Desmo Sedici GP.
Vâng, thưa các bạn, trước mắt các bạn đây là một cái xi lanh màu đỏ rất đẹp. Một cái màu đỏ rất là đặc trưng của Ducati. Và cái xi lanh nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh này, người ta gọi là cảm biến tải trọng, gọi là tiếng Anh gọi là load cell. Thì cái nhiệm vụ của nó là nó đo cực kỳ chính xác. Mình xin nhắc lại nha. Cái nhiệm vụ của nó là nó đo cực kỳ chính xác cái lực mà cái tay đua người ta đạp lên cái con số ở đây. Sau khi đã thu thập được cái lực đạp đó thì nhiệm vụ tiếp theo của nó là nó sẽ truyền cái thông số đó về bộ xử lý trung tâm ECU. Nó nhiều người gọi là IC này kia đó. Thì hiện đại bây giờ người ta gọi là ECU, ECU, ECU đó. Thì bộ xử lý trung tâm sau khi mà nhận được cái lực đó thì nó làm cho cái việc lên số xuống số nó dễ dàng hơn. Và cái bộ xử lý trung tâm nó làm điều đó bằng cách nào? Thì các bạn biết là các cái kỹ sư điện tử người ta sẽ đặt trước một cái thông số, một cái thông số lực đi. Và khi mà tay đua người ta đạp quá cái lực, đạp quá cái thông số đó, cái lực mà tay đua đạp quá cái thông số đó, thì ECU nó sẽ ngắt động cơ tạm thời. Mình nói tạm thời ở đây là các bạn hiểu là nó rất là nhanh, như là tích tắc, nó còn nhanh hơn một cái tích tắc nữa, mấy phần ngàn giây đó. Thì chính cái việc ngắt động cơ tạm thời đó nó làm cho cái việc lên số xuống số nó rất là dễ dàng. Ở đây các bạn thấy là Dovizioso và chiếc Desmo Sedici GP này, các bạn nhìn vào đây các bạn thấy này, đó, đây là cái con cảm biến tải trọng đó, cái load cell đó, đẹp không? Và các bạn thấy là những cái con cảm biến này nó phải cực kỳ chính xác, nó phải thu thập dữ liệu cực kỳ chính xác và nó phải hoạt động ở một cái môi trường hết sức là nói chung là không đến mức là khắc nghiệt, nhưng mà nó phải ổn định, tại vì chiếc xe nó lên nó cứ dập dìn và tay đua nhiều khi người ta lại chuyển số rất là nhiều lần đó, rất là nhiều lần trong một cái chặng đua như vậy. Cho nên là những cái con cảm biến này nó phải hoạt động cực kỳ ổn định trong những cái điều kiện như vậy. Rồi các bạn thấy là cái vai trò của những cái con cảm biến trên những cái chiếc xe MotoGP là cực kỳ quan trọng. Phải nói là vô cùng quan trọng luôn á. Và mỗi con cảm biến á, thứ nhất là nó rất là đắt, và thứ hai là nó được gắn rất là nhiều trên những chiếc xe GP này. Nếu mà bạn nào mà xem kỹ MotoGP á, các bạn sẽ nhớ ở cái chặng Jerez Tây Ban Nha năm 2019 á, khi mà một cái con ốc trên cái bộ cảm biến này của chiếc xe mà Fabio Quartararo chạy á, nó bị toang ra, hay là bị nói chung là nó không có giữ được nữa. Thì lúc này Fabio Quartararo không có chuyển số được nữa đó. Thì mặc dù là ở cái chặng đó là Quartararo xuất phát ở vị trí đầu tiên, nhưng mà cái con ốc nó bị lỏng ra như vậy á, nó làm cho cái việc chuyển số là impossible, không thể, và Quartararo rất là thất vọng. Trước mắt các bạn đây là cái bình dầu của cái hệ thống thắng sau trên một chiếc xe Moto2 của KTM. Rồi, mình sẽ không nói về cái ben này nha các bạn, không nói về cái ben đạp này nè, nhưng mà mình sẽ nói về cái bình dầu nhựa bé bé xinh xinh như thế này nè. Thì các bạn thấy ở đây là cái bình dầu này được làm bằng nhựa thôi. Đó, nhiều anh em chơi xe ở Việt Nam mình là phải thay bằng bình titan, rồi bình nhôm, rồi nói chung là bằng những cái vật liệu hết sức là cao cấp đó, nhưng mà thực ra nó cũng không có đẹp hơn tí nào hết, và nó cũng không có mang lại nhiều cái lợi ích. Nhưng mà đó là câu chuyện của những người ta có tiền, người ta muốn chiếc xe của họ là đó, có những cái trang bị như vậy. Nhưng mà ngay cả trên những chiếc xe Moto2 rất là đắt tiền thì người ta cũng chỉ là xài cái bình dầu thắng sau bằng nhựa. Nhưng mà cái điều đáng chú ý ở đây, các bạn thấy này, ở một nửa cái bình dầu này có một cái miếng bảo vệ bằng sợi carbon. Tại sao lại như vậy? Cái hình này thì nó hơi khó nhìn một chút, nhưng mà nếu mà các bạn tin mắt, các bạn sẽ thấy này, ở đây là cái khuôn sườn chính nè, và nếu mà chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy là cái bình dầu này nó hơi nằm ngoài cái khuôn sườn một chút, đúng không? Và ngay dưới cái bình dầu này á là cái gác chân đó. Thì khi mà tay đua người ta núp gió hay là người ta đưa chân ra thì người ta vô thức á, người ta sẽ chạm vào cái bình dầu này.
người ta sẽ chạm vào cái bình dầu này, và nhiều khi á người ta chạm liên tục hoặc là chạm mạnh quá thì cái nắp dầu này, nắp bình dầu này nó sẽ bị bung ra, nó sẽ bị bung ra. Và cái giải pháp mà KTM nghĩ ra được là người ta sẽ làm một cái miếng bảo vệ bằng sợi carbon như thế này ở đây, cho dù là tay đua có chạm vào như thế nào đi nữa thì nó cũng không bao giờ đụng đến được cái nắp bình dầu như thế này. Rất là tuyệt vời phải không các bạn, cực kỳ thông minh, cực kỳ sáng tạo. Và những cái giải pháp nhỏ nhỏ như thế này nhưng là nó mang lại một cái lợi ích, một cái giá trị rất rất chi là lớn. Rồi, các bạn cũng thấy là MotoGP là nơi tập hợp rất là nhiều đầu óc sáng tạo đó, cho nên là mỗi vấn đề người ta đều nghĩ ra một cái cách giải quyết đó. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói qua chiếc Aprilia RS GP. Các bạn cũng biết là không chỉ chiếc RS GP đâu mà tất cả những cái chiếc xe MotoGP, tất cả những cái chiếc xe đua thì cái vấn đề mà tản nhiệt là một cái vấn đề đau đầu đối với các cái nhà làm xe đó. Khi mà nó tạo ra nhiệt, khi mà những chiếc xe nó tạo ra nhiệt, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái hoạt động, cái ngưỡng hoạt động của những cái chi tiết, những cái bộ phận trên cái chiếc xe đó. Cho nên là họ phải làm sao đưa những cái bộ phận, những cái chi tiết đó vào cái khoảng nhiệt độ tối ưu nhất cho nó đó. Rồi, trước mắt các bạn là chiếc Aprilia RS GP, một chiếc xe được thiết kế rất rất chi là đẹp, một rất là nuột, phải nói là một chiếc xe, một trong những chiếc xe đẹp nhất ở MotoGP. Rồi, thì cái bộ xử lý trung tâm á, những cái con chip điện tử này kia của Magneti Park Rally á, thì nó sẽ nằm ngay cái vị trí này. Và các bạn thấy là ở đây là cái hộc gió nha các bạn, chứ không phải là cái bình xăng đâu. Và cái bình xăng á là nó nằm ở ngay dưới mông của tay đua đó. Thì các bạn biết rồi, khi mà ở trong gara người ta warm up chiếc xe, người ta làm nóng chiếc xe lên á, thì cái bộ xử lý trung tâm á nó sẽ chịu nhiệt, nó sẽ chịu nhiệt từ cái động cơ rất rất chi là lớn. Mà những chiếc xe MotoGP thì động cơ nó rất là nóng, tại vì cái guarantee của nó là tới 5000 đấy. Đó, guarantee của MotoGP là tới 5000 là đó. Thì Aprilia mới tìm cách là để mà giải nhiệt. Đó, ở đây không phải là uống trà Dr. Thanh để giải nhiệt đâu, mà Aprilia lắp hai cái quạt vô cái các bạn thấy này, lắp hai cái quạt vô hai cái đây, lắp ở trên đây này. Thì gió nó sẽ được đưa vào các cái khe hở này. Gió nó sẽ được đưa vào cái khe ở này và nó sẽ làm mát cho cái bộ xử lý trung tâm ECU. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những chiếc xe của KTM. Như lúc nãy mình nói các bạn á, thì cái vấn đề nhiệt á là một cái vấn đề nó rất là đau đầu, rất là và các kỹ sư phải làm sao để mà đưa các cái chi tiết, các cái bộ phận trên chiếc xe vào đúng cái ngưỡng hoạt động của nó. Thì ở đây các bạn cũng thấy một cái giải pháp rất là hay. Thì các bạn biết là khi mà cái phuộc sau á, nó hoạt động, nó nhúng lên nhúng xuống này kia, nó sẽ nóng lên, dầu nó sẽ nóng lên, khí ga trong đó nó sẽ nóng lên. Đó, những cái đó nó, tất cả cái phuộc, các cái phân tử ở trong cái lò xo, trong cái ti nó cũng nóng lên. Đó, tại vì nó có ma sát mà, đúng không? Nó chạy lên chạy xuống như thế này. Thì ở đây các bạn thấy một cái giải pháp rất chi là tuyệt vời của KTM, đó chính là. Rồi, đây là một chiếc xe Moto2 của KTM và tay đua các bạn đang thấy là Brad Binder. Đó, hình này là hình cũ nha các bạn. Brad Binder thì bây giờ đang chạy MotoGP rồi. Rồi, thì khi mà cái phuộc nó hoạt động, nó nhúng lên nhúng xuống á, thì nó sẽ nóng lên. Và KTM các bạn thấy này, ở đây ngay cái chữ B ở đây này. Đó, các bạn sẽ thấy là khi mà gió nó sẽ được đưa như thế này, ở đây có một cái khe hở, khe hỏng đó, một cái khe hỏng, và gió nó sẽ được đẩy vào. Ở đây có một cái miếng bằng sợi carbon này nha các bạn, nó sẽ định hướng cái luồng gió vào đúng cái vị trí của cái phuộc sau này. Đó, gió nó sẽ đi như thế này, đó, nó sẽ đi vào đúng cái vị trí của cái phuộc, nó nhúng lên nhúng xuống đó, và nó sẽ giúp cho cái phuộc nó mát hơn, nó hoạt động đúng cái khoảng nhiệt độ của nó. Các bạn còn tâm tia được cái điểm gì hay trên chiếc xe này nữa không? Một bầu trời kỹ thuật, một bầu trời công nghệ đó. Thì chiếc xe này là xài heo Brembo nha các bạn, có chữ BR này, chắc là của Brembo chứ không phải là của
Nissin hay là hay S gì cho các bạn, hay hay S hay S gì đó. Đó. Rồi bây giờ như đã nói lúc đầu video thì đến cuối video mình sẽ có một cái câu hỏi cho các bạn, và câu hỏi của ngày hôm nay là về chiếc Suzuki GSX RR. Mình muốn thấy cánh tay của các bạn hâm mộ xe Suzuki nào. Rồi, đây là chiếc Suzuki GSX RR. Các bạn thấy là đây là động cơ này, đây là cái khung sườn này, rất là đẹp đúng không? Rồi, nhưng mà cái câu hỏi của mình dành cho các bạn là như thế này này. Các bạn có thể thấy ở đây là cái gác chân này. Chắc chắn khi mình hỏi các bạn là tại sao ở đây có rất nhiều cái lỗ khác nhau như thế này, thì các bạn sẽ có ngay câu trả lời là để mà điều chỉnh cái vị trí của tay đua đó, đúng không? Rất là dễ rồi. Thì cái đó là một cái câu trả lời đúng, nhưng mà chưa đủ. Vâng, thưa các bạn, câu trả lời đúng nhưng mà chưa đủ. Những cái lỗ này, ngoài cái việc là điều chỉnh cái chân của tay đua, thì nó có một cái vai trò, nó có một cái chức năng vô cùng quan trọng, và nó có ý nghĩa hơn rất là nhiều so với cái việc thay đổi cái vị trí gác chân đó. Và cái tác dụng của những cái lỗ này là để làm gì, để làm gì đó, thì các bạn có thể suy nghĩ, và các bạn có thể để cái câu trả lời của các bạn ở trong phần bình luận của video. Rất là đẹp phải không các bạn? Đây có tới 1, 2, 3, 9 lỗ, ở đây cũng như vậy. Đây thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đó, 9. Thì nó các bạn thấy ở đây này, cũng là ở bên phải của chiếc xe này. Ở đây là cái gác chân này, nó cũng rất là nhiều lỗ. Và tại sao người ta lại làm như vậy? Tại sao? Vâng, thưa các bạn, tập 8 video về công nghệ trên những chiếc xe MotoGP đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Và nếu các bạn có câu hỏi nào thì các bạn có thể để ở trong cái phần bình luận của cái video này. Mình sẽ cố gắng làm những cái video để mà đưa ra một cái lời giải thích hoặc là một cái câu trả lời nào đó cho những cái câu hỏi này. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều, và chúc các bạn bình an một ngày mới.